nhông kiểu xoài é đây, xoài é đây. Có hai chị em mình thằng Long à.
thử không bé, bắt đầu kéo lại. Cái gì má? Về em với chị Lý luôn. Sự gì? Cái sự nhiêu chuyện. Nhiêu chuyện. Đề nghị chị ăn cá nhiều vô nha. Ăn cá. Ủa nãy mình có xe, có quay một trái màu xanh không ta? Ý, bỏ ngôi sao lên rồi không thấy cái gì luôn. Kêu đú cái chai nữa mà chưa đú được. Đó cái nhãn đó. Quý túc. Nhỏ con đít nha. Thôi nhưng mà thiệt nắm chị.
Làm chi? Ý là ba người nó làm chi?
ba bộ. Quá. Mặn gì quá bị sỏi thận. Bị tâu bớt đi Nguyệt. Em tu cái miệng bớt đi. Phải đại đi em ơi.
Tâm lý của con Tú lúc này như thế nào? Hả? Tâm lý của con Tú lúc này như thế nào? Uống cà phê. Uống gì? Đi nhạo là ai ăn là uống. Chị Nhung nè. Cái nó tự nhiên cái ơi, xong cái chị Nhung kêu chị vô Shopee có phần Shopee Food đó chị. Đừng có tải về chi. Làm mướn tiễn bị cháy phi công. Tú có rồi, tú có bồ rồi mày. Bồ tú mình lay mày. Ra. Phải đau một lần còn hơn à. Gì mà trong việc ăn gà hoài chị Nhung. Nè nãy giờ
bị đau họng á chị ơi. Kêu là chị dành nó hết rồi, không có gì gì để nói nữa. Nữa không nói nữa là răng ta. Nói nữa thôi, nghĩ xí tiếng nói tiếp à. Về thì chồng vẫn nhận ra chứ vậy. Về thì chồng vẫn nhận ra chứ. Cái hôm nhà chồng phản nộ trên Facebook cái tự nhiên thả tim cái là biết liền. Em tối nào em cũng coi chồng bộ em nữa. Em cũng đam mê coi đó anh chị ơi. Cái gì em cũng coi hết. Em ngồi em coi đánh giải đánh giải game đồ.
Không gì được, ta hơi chịu. Cái gì? Ta sẽ giữ phần xem. Chưa tính tiền ăn. Chưa tính tiền ăn à? Cho ăn cái kia bà ngoại nữa mới mệt chứ. Đang mua cũng đến tuổi đi học rồi, đang đi học được cho đi học chứ. Gì? Nhà của ba chồng mà. Không được, tiền đâu mày? Tiền không đủ nuôi con. Mà đi cho khỏe mày ơi. Hồi mua về nhà ngoại giống như công chúa về hoàng cung, cơm ăn nước rót tận hậm. Cái đi làm dâu cho họ, cái cơm bưng ngược lại nước rót cho họ. Đời ghê. Mình cũng thương nó chứ, nhưng mà thương mà vẫn kiểu gia trưởng. Nhà đâu thì không chịu nữa đó. Chù bà gia chị, bà sợ ông gia cả cây. Chị còn nói lại chứ bà gia chị là hơn. Dạ. Nói chứ không nói. Không nghe ta nói lại không được, cái ta tăng xong lên hả? Chị là phải nói, đừng có kêu chị nhịn gì hết trơn á. Chị nói xong rồi là thôi. Nói chứ không nói. Nói ta nói lại, không có từng nơi rồi đó. Chị mà không nói lại được thôi. Tức nhau cả 10 ngày nửa tháng ta không nói chuyện là biết rồi, ta im ra. Có nói chuyện với ta thì ta trả lời còn không thôi. Không phải, chị đó đó, bực mình. Mình cũng không phải hổn chi, nhưng mà cái đúng thì mình nói. Chứ đừng có kêu đúng mà để vẫn giả thưa là không. Xài nó. Nó mới đến năng nịnh sai cũng dạ rồi với chồng mình không. Hả? À? Cứ mày thiệt á. Xăm thì không đau. Mà cứ uống thuốc lâm huyết với Amphotroy cả tuần á. Amphotroy, xin với lại lâm huyết tăng máu bầm á.
cũng đâu có sân đâu mà không vẫn kê thuốc, chị cũng đâu bị sân bình thường. Mà kia ăn mệt quá đi. Không ăn thịt bò thì đúng mà mệt chứ. Bị dụ được không? Rồi gì? Bữa nay đi dành lắm chị nữa. Nó bữa nay mà đi dành mẹ nó người khùng. Chị ơi giả tự suối đó chứ mẹ là kẹt thâu bỏ qua đây trời. Họ thương á, thì họ kêu nói chị đó thì họ hơn chị cũng tròn đó. Rồi.
Như chị như thế mọi người má hả má hả má chị làm chị như làm cái mua cái chị làm chị trời ơi nó rung luôn cái video Ngọc nha rung luôn cái video để chạy sống lạc quan lên kìa chưa. Thank you.
bông lại thì chị là đúng rồi đó. Trả tre với chị là đúng rồi đó. Ai cũng có những ngày như thế mà. Thế đây nhưng mà
Ừ. Thấy con mẹ con mày con ngủ trước cho đi. Mấy ông nó từ đi đâu đâu luôn rồi hả? Sao chim bán hàng? Bà mua cũng qua bán đồ hết trơn. Thank you.
sáng mới ăn đầm khoai ngào xong. Yeah.
hoặc là chim hết rồi. Được. Rồi tớ mới thấy bà chị đó. Bà Bảy à. Bà mà hay đóng phim á. Thấy bán đồ. Đồ bà Ba. Hoa Minh Di cũng bán đồ. I should.
tiếp thôi.